bốn kiểu váy trắng vừa xinh vừa tôn dáng cho nàng diện hè. Chị em muốn thăng hạng phong cách thì hãy ghim ngay bốn kiểu váy trắng trẻ trung, sành điệu này. Váy đầm luôn là item khiến chị em phải đau đầu lựa chọn bởi trên thị trường hiện nay có rất nhiều mẫu mã xinh xắn, độc đáo. Thế nhưng dù bao mùa hè trôi qua thì thiết kế chân basic với tông trắng tinh khôi vẫn là lựa chọn số 1 trong lòng chị em. Kiểu dáng này hướng tới phong cách đơn giản nhưng vô cùng sành điệu và tôn dáng, đặc biệt hơn là chúng chưa bao giờ có dấu hiệu lỗi mốt. Chị em cứ sắm 4 kiểu váy trắng dưới đây về tủ đồ, đảm bảo nàng sẽ có thêm nhiều gợi ý mặc đẹp mùa hè. 1. Váy Babydoll. Form Babydoll rộng rãi nên ưu điểm của em váy này đó là mang đến cảm giác vô cùng thoải mái, dễ chịu cho người mặc. Điểm nổi bật nằm ở phần chân ngực cao và thiết kế phần đuôi váy xòe rộng. Đảm bảo diện kiểu dáng này, chị em sẽ dễ dàng có được vẻ ngoài trẻ trung hơn tuổi thật. Vừa muốn tôn dáng lại có thể ăn gian tuổi tác thì váy Babydoll chính là thiết kế mà nàng không thể bỏ qua. 2. Váy suông. Trong tủ váy diện hè của chị em sẽ không bao giờ thiếu váy suông. Bởi item này không hề kén dáng người, vừa dễ mặc vừa có tính ứng dụng cao. Váy suông không chỉ đem lại cảm giác thoáng mát mà còn giúp chị em giấu nhẹm những khuyết điểm cơ thể như béo bụng, chân thô, một kiểu váy cơ bản nhưng lên dáng vô cùng định mắt, rất xứng đáng để chị em sở hữu. 3. Váy trễ vai. Váy trễ vai là item giúp chị em ghi điểm quyến rũ trong mắt người đối diện. Đây là kiểu dáng rất phù hợp với những cô nàng theo đuổi phong cách điệu đà, nữ tính. Để che khuyết điểm hiệu quả, chị em hãy kết thân với những thiết kế trễ vai tay bồng. Còn muốn làm nổi bật về gợi cảm thì bộ đôi hai dây cộng trễ vai sẽ là lựa chọn lý tưởng mà nàng có thể áp dụng. 4. Váy xòe dáng ngắn. Những kiểu váy ngắn có độ bung xòe nhẹ nhàng sẽ là gợi ý hoàn hảo để nàng trưng diện trong mùa nắng nóng sắp tới. Item này có khả năng tôn dáng người mặc nhờ thiết kế nhấn eo đặc trưng. Ngoài ra, chúng còn tạo hiệu ứng chân dài miên man, giúp chị em không cần phối đồ cầu kỳ mà vẫn có thể hách dáng hiệu quả. Kết hợp cùng tông trắng tinh khôi, đảm bảo chỉ cần diện combo váy dáng ngắn cộng giày cao gót là chị em đã có ngay outfit sành điệu để tự tin dạo phố.